Nguyệt lão ơi, Nguyệt lão, xin hỏi ta và người bên cạnh của ta có duyên phận gì, mong ngài chỉ điểm giúp ta. Bốn chưa không ngờ Lục tiểu thư lại thẳng thắn như vậy đó, không hề tế nhị như những tiểu thư khuê khác khác. Đời người ngắn ngủi mà, nếu không nói rõ ràng còn khiến cho Nguyệt lão phải suy nghĩ mất cả buổi, lãng phí thời gian lắm. Quế đại cát, lương duyên từ thổi khai thiên lập địa, chỉ ước ao thành nguyên ương, không mong thành tiên. Nguyệt lão không ích kỷ chút nào hết, mới quế đầu tiên đã có ngụ ý tốt như vậy rồi. Quế đại cát, giấc mộng dịu dàng đêm trăng, giống như gió xuân thổi mười dặm. Lại là quẻ đại cát. Đời người giống mây bay trên trời, tình cảm như tơ dính đất sau mưa. Khánh Dương điện hạ, ngài có thấy lạ hay không chứ? Trước giờ ta rất đen, từ nhỏ tới lớn chưa từng đút được quẻ cát. Tự nhiên hẹn hò với ngài mới chưa đầy một nén hương thôi, đã bốc được ba quẻ đại cát. Thực ra bỗng dưng thấy không có gì lạ lùng hết. Muốn lấy lòng gia nhân thì phải bỏ công bỏ sức thôi. Khánh Dương điện hạ giả truyền ý chỉ của Nguyệt lão, không sợ chọc giận ý trời biến khéo thành dụng sao? Ý trời. Thực ra với bổn dương chỉ có một câu, là con người có thể chiến thắng số phận. Có phải điện hạ chưa từng lỡ mất thứ mà mình muốn có hay không? Thật ra theo bổn dương, nếu như một người muốn có được điều gì đó sẽ dốc hết tâm tư, dùng mọi thủ đoạn để có được. Một trạch, ta có thể cho ngươi thứ ngươi muốn, nhưng phải xem ngươi có đón được hay không thôi. Lục tiểu thư, cô đang nghĩ gì? Ta đang nghĩ là An Nhiên chỉ là một dân thường, sao có thể khiến điện hạ phí công như vậy chứ? Đúng là không biết chừng mực. Vậy nên gì? Vậy nên ta bằng lòng theo ý điện hạ, gả cho ngài, gả cho ngài, gả cho ngài, trở thành Khánh Dương phi cưới hỏi đàng hoàng. Quả nhiên Lục tiểu thư không tầm thường chút nào. Như vậy đi, miếng ngọc bội này là tổ truyền nhà ta, hôm nay bổn dương tặng nó cho cô, coi như là vật đính ước. Miếng ngọc bội này là vật tổ truyền nhà ta tặng cho cô đấy, coi như là vật đính ước. Ta nguyện cùng muội hẹn ước trăm năm, bên nhau đến trọn đời. Bổn dương nguyện cùng cô hẹn ước trăm năm, bên nhau đến trọn đời. Mong rằng điện hạ hãy nhớ, giữa hai chúng ta chỉ có hiệp ước, không có tình cảm gì hết. Bổn dương hiểu. Ngày mai
bổn vương sẽ tới phủ hỏi cưới.